hậu Đặng Thanh Ngân là cái tên không còn quá xa lạ với những người yêu thích nhan sắc. Đạt thành tích khủng tại Miss Supernational 2023, Đặng Thanh Ngân đã thay đổi cuộc đời cũng như sự nhìn nhận của khán giả dành cho cô. Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999 tại Sóc Trăng, cô sở hữu chiều cao 1m75, có số đo lần lượt là 85, 60, 95. Tân Á Hậu được đánh giá là có nét đẹp hiện đại nhưng vẫn ngọt ngào. Người đẹp từng học Đại học Cần Thơ nhưng sau đó gia đình chuyển về thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Tại đây, Đặng Thanh Ngân tham gia khóa đào tạo diễn viên sân khấu chuyên nghiệp tại sân khấu kịch Hồng Vân trong 3 năm và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô tham gia các phim như Lụa, Vai Nga, Hoa hậu Thám tử. Đặng Thanh Ngân từng đoạt ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương năm 2017, Hoa khôi sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ năm 2017. Năm 2023, Đặng Thanh Ngân gây bất ngờ khi được chọn trở thành đại diện Việt Nam dự thi đấu trường nhan sắc nằm trong BIP 6 là Miss Supranational, Hoa hậu siêu quốc gia. Thời điểm mới vừa được công bố, nhiều fan tỏ ra hoài nghi, không đánh giá cao người đẹp, thậm chí còn nhận định Đặng Thanh Ngân bỏ tiền mua suất thi, băng chen và chắc chắn sẽ out top. Hàng ngàn bình luận công kích bắt đầu đổ dồn về Đặng Thanh Ngân. Tuy nhiên, Đặng Hậu vẫn giữ thái độ bình tâm và không đáp trả. Cô chỉ tập trung hết sức để tham gia cuộc thi với mục tiêu là mang về niềm tự hào cho Việt Nam. Với những phần thể hiện xuất sắc, Thanh Ngân đã tạo nên kỳ tích gây vỡ òa cho fan Việt và anti fan phải câm nín bởi cô đã xuất sắc đưa Việt Nam vào top 5 chung cuộc với thành tích Á hậu 4. Danh hiệu Á hậu 4 này cũng giúp Thanh Ngân tiến xa hơn trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Nhiều người còn hài hước cho rằng Thanh Ngân là bà tổ may mắn mở đường cho nhan sắc Việt trong năm 2023. Bởi thời điểm đó, cô là đại diện đầu tiên trong BIP 6 đi chinh chiến quốc tế. Sau cú mở đường Á hậu 4, Việt Nam đã liên tiếp gặt hái nhiều thành tích tốt ở các cuộc thi khác như Earth với Đỗ Lan Anh đạt Miss Earth Water, Miss Intercontinental với Ngọc Hằng cũng đạt Á hậu 2. Chia sẻ về thành tích đã đạt được, Đặng Thanh Ngân bày tỏ chính người hâm mộ quê nhà là nguồn động lực to lớn để cô ngày một hoàn thiện bản thân và chạm đến thành công. Người đẹp tâm sự, thời điểm tham gia Hoa hậu Đại Dương 2017, khi đó cô chỉ 18 tuổi và xem cuộc thi như một cuộc dạo chơi thử sức mình. Nhưng ở Miss Supranational, cô đã nghiêm túc hơn, bởi đó còn là một cuộc thi mang màu cờ sắc áo. Thanh Ngân tâm sự, khi đi thi cô rất áp lực, đôi lúc bị xuống tinh thần. Trước những cái tên được công ty quản lý cử đi thi trước đó như Phương Khánh, Khánh Ngân, khán giả cũng đặt không ít kỳ vọng vào Thanh Ngân. Cô cũng chuẩn bị tâm lý để đón nhận những ý kiến trái chiều, nhưng cô không ngờ lại có quá nhiều bình luận như vậy. Có những ý kiến thật sự không đúng với con người tôi. Với những ý kiến theo chiều hướng đóng góp thì tôi rất cảm ơn. Nhưng những ý kiến không phải trên tinh thần xây dựng đã khiến tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi đã khóc vì có quá nhiều áp lực và hoài nghi vào bản thân. Thanh Ngân nhớ lại thời điểm khó khăn. Cô chia sẻ thêm, ban đầu bị trở ngại tâm lý, nhưng sau thời gian nỗ lực khi bước chân qua ba lan dự thi, những gì tôi thể hiện dần được mọi người đón nhận, yêu thương nhiều hơn. Đến thời điểm hiện tại, có vẻ không còn công kích trên mạng nữa. Sau những cố gắng của tôi xuyên suốt hành trình, mọi người đã hiểu hơn về tôi và những gì tôi có thể làm được, từ đó đặt niềm tin và động viên tôi. Trước những câu chuyện cá nhân, Thanh Ngân khẳng định từ trước đến nay, cô không ngại chia sẻ những chuyện này với truyền thông và khán giả. Năm 2018, cũng có một số kênh truyền thông nói về chuyện tình cảm của tôi, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi mong muốn được quan tâm đến hành trình sắp tới của mình. Tôi đang phát triển hình ảnh bản thân và những dự án, hy vọng mọi người chú ý đến sự nghiệp của mình hơn là chuyện đời tư. Trên trang cá nhân, Thanh Ngân thường chia sẻ ảnh gương mặt không trang điểm hoặc chỉ giảm nhẹ son. Da cô có vài khuyết điểm nhưng người đẹp tự tin với mặt mộc. Tôi thấy như thế nào cũng đẹp, trang điểm hay để mặt mộc đều có vẻ đẹp riêng, cô nói. Thời điểm được đơn vị giữ bản quyền đề cử thi Hoa hậu siêu quốc gia, Thanh Ngân nhận nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc. Tuy nhiên, cô nêu quan điểm, thi Hoa hậu phải có ngoại hình. Việc tôi được đề cử dưới sự đánh giá của các chuyên gia chứng tỏ tôi đạt tiêu chuẩn ngoại hình. Có thể ở góc nhìn của một số khán giả tôi không đẹp bằng các cô gái khác, nhưng tôi nghĩ điều này không thành vấn đề. Người đẹp nhất không nằm ở ngoại hình mà còn vì nhiều yếu tố khác. Nói về đam mê diễn xuất, Đặng Thanh Ngân cho hay, khi quyết định đi học diễn xuất ở sân khấu kịch, tôi không nhận được sự đồng tình của mọi người xung quanh. Mọi người nghĩ là tại sao lúc đó đạt được Á hậu rồi mà không tiếp tục phát huy hình ảnh của mình mà chọn học diễn viên kịch. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi thấy mình nhận được nhiều hơn là mất. Tôi đã dành trọn thời gian cho nghề diễn xuất, nhưng giá trị nhận được là giá trị cốt lõi của nghề diễn viên. Mặc dù cực đấy, nhưng mỗi khi được đứng trên sân khấu hay tham gia vai diễn nào đó, lại có cơ hội hóa thân vào nhiều nhân vật, giúp cho nhân sinh quan của tôi sinh động hơn, hiểu được cuộc sống của nhiều tầng lớp trong xã hội hơn.